Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thì em Khánh sẽ lên sóng cho quý vị các bạn những mẫu xe Toyota Innova từ 2006 đến 2015, mức giá rất là ok trong cái thời điểm này. Mẫu xe 7 chỗ ngồi bền lành và mức giá đầu tư rất là thấp. Vâng, đầu tiên là một chiếc Toyota Innova bản G, bản đủ, xe đình sử dụng, sản xuất 2006, phiên bản số sàn máy 2.0, xe mang biển kiểm soát thủ đô 30F41983 nhé. Sơn xin màu vàng cát, xin màu bạc. Màu bạc thì cái đời 2006-2008 thì có hơi màu một chút ngả vàng các bạn nhé. Màu này rất là đẹp. Bản này thì trang bị phanh đĩa là giang đúc 4 bánh. Xe gia đình sử dụng thì còn cực kỳ là đẹp và mức giá rất hấp dẫn quý bạn. Dòng xe này thì rất dễ mua, rất dễ sử dụng và bán đi thì cũng không bị mất giá. Đây quý các bạn nhìn thấy này, đấy, phần tablo tabli bên trong này cực kỳ đẹp, xe gia đình sử dụng này, vô lăng 4 chấu này, gương kính chỉnh điện 2006, nội thất ghế da. Mẫu xe Innova này thì trang bị hệ thống khung gầm rời dẫn động cầu sau. Hiện tại thì chiếc Veloz Cross thay thế cho dòng xe này ở cái phân khúc hạng tầm tiền thì dẫn động cầu trước nhé. 189 triệu đồng một chiếc Toyota Innova bản G, xe gia đình, không taxi, không khoan đục, lại biển kiểm soát thủ đô nữa. Đấy, xe gia đình sử dụng cực kỳ đẹp. Đấy, cái dòng xe Innova này thì chạy dịch vụ cũng khá là nhiều, nhưng mà tiền nào của đấy các bạn nhé. Đấy, xe gia đình nó sẽ rất là khác. Mà nếu như bản thân em mà mua xe thì em sẽ chọn những cái dòng xe gia đình sử dụng, mặc dù mình có thể bỏ ra đắt hơn một đến vài chục triệu nhưng mình vẫn ưng cái bụng hơn. Đây các bạn này, đó, mua xe nó sẽ rất là yên tâm, nói chung là tiền nào của đấy các bạn nhá. Các bạn tablo quá là đẹp, chiếc xe rất là cứng, máy thì cực kỳ là ngon luôn. 189 triệu đồng. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova sản xuất 2009, bản G, bản đủ, phiên bản số sàn máy 2.0, cũng là xe gia đình sử dụng, không taxi, không hoạt động nhé. Nội thất ghế lì nguyên bản 2009 và mức giá chỉ có 215 triệu đồng thôi. 2009 nhé, 215 triệu đồng. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova bản G, bản đủ, phiên bản số sàn máy 2.0, xe gia đình sử dụng, mang biển kiểm soát Hòa Bình. Chủ xe thì trang bị cả phần chắn ở đằng sau này. Đấy. Nội thất ghế da, điều hòa 3 gian, lên trần 3D rồi. Innova 2006. Đấy, nội thất cực kỳ là đẹp. Đây, dòng xe này nội thất rất là bền. Đấy, màn hình Android, SIM 4G các kiểu, cực kỳ đẹp, cửa đóng rất là chắc chắn. Vâng, chiếc Toyota Innova bản G 2006 với mức giá 185 triệu đồng nhé. Đó, 185 triệu đồng thôi. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova bản G, một chủ từ đầu, sản xuất 2009, xe gia đình sử dụng, không taxi, không khoan đục, từ thân vỏ máy số đèn đóm các kiểu. Mức giá 240 triệu đồng thôi các bạn. Đó, 2009. Nội thất ghế da còn nguyên bản, màn hình Android, SIM 4G, cam hành trình rất đầy đủ. 240 triệu đồng, đấy, cửa đóng như xe mới các bạn nhé. Phần tắp ly cánh này quá là đẹp. 240 triệu đồng, mình bao hồ sơ nhé. Chiếc xe này thì cam kết hoàn toàn về chất lượng cho quý bạn. Cam nùi, cảm biến nùi. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova bản G, biển 4 số, một chủ từ đầu, 3658. Đấy, cái biển 4 số này theo thông tư mới thì vẫn đi thoải mái luôn, kể cả biển 5 số cũng chưa có giới hạn về thời gian nhé, về định danh. Đấy, chưa bắt buộc phải định danh theo theo quy định của nhà nước vào thời gian nào cả. Đó, trần lì nguyên bản này, nội thất ghế da, điều hòa 3 dàn 2006. Đấy, dòng xe này đúng là bền thật, 2006 mà còn rất là đẹp. Cái cơ bản là xe gia đình sử dụng, không taxi, không hoạt động. Đấy,
nội thất rất là sáng luôn. Đó. Bản G được trang bị phanh đĩa ABS là dáng đúc 4 bánh luôn. 2007, xin lỗi các bạn ạ. Toyota Innova 2007, một chủ từ mới, mức giá là 196 triệu đồng. Đó, mức giá cực kỳ hợp lý nhá. Vâng, một chiếc Toyota Innova đó mang biển kiểm soát 99A22465, sơn xin màu bạc. Đấy, dòng xe Innova thì màu bạc, màu vàng cát và màu đen nhé. Nội thất ghế da này, đấy, sản xuất 2009 và mức giá đầu đó chỉ hơn 200 một chút thôi. Trần lì nguyên bản này. Đó, nội thất ghế da. Innova G 2009, hơn 200 triệu đồng một chút. Vâng, một chiếc Toyota Innova mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A94673, bản E. Bản E là bản đủ nhé. Từ 2011-12, bản E là trang bị bản đủ rồi. Không còn bản G thì nó lại ở cái phân khúc khác. Cái đời này thì số tự động thì là bản V các bạn nhé. Nội thất rất là đẹp, vô lăng cực kỳ ok luôn, nhìn rất là chắc chắn. Vô lăng này so với cả vô lăng 2016, cuối 2016 thì rất là đẹp, nhìn rất chắc chắn luôn. Innova E 2015 xe đình, không taxi, không ăn đục, với mức giá 370 triệu đồng. Đó, sơn xi màu bạc này, 370 triệu đồng nhé, bao hồ sơ lọc lá thêm cho quý các bạn. Một chiếc Toyota Innova mang biển kiểm soát Nam Định 18A14066, bản G. Đó. Sơn xi màu bạc, màu bạc này rất là sáng. 238 triệu đồng thôi. Bớt cho quý bạn 5 triệu. Còn 233 triệu đồng bao hồ sơ nhé. Màn hình Android cam nuôi. Đầy đủ cam hành trình. Vâng, tiếp theo đây là một chiếc Toyota Innova bản G, xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A39460. Màn hình cam lùi, đuôi lướt gió đầy đủ. Nội thất ghế da rất là đẹp này. Đó, chiếc xe này thì sản xuất 2007 nhé. Vô lăng 4 chấu. Màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ. 2007, xe gia đình, không taxi, không ăn đục. Xe cực đẹp với mức giá là 200 triệu đồng. Đó. Một chiếc Toyota Innova sản xuất 2015 phiên bản số sang. Bản E, bản đủ, máy 2.0, xe gia đình, không taxi, dịch vụ. Với mức giá 370 triệu đồng. Đó, xe rất là cứng và đẹp nhé. Một chiếc Toyota Innova sản xuất 2009, xe đình, không taxi, không hoạt động, với giá 225 triệu đồng. Đó. Một chiếc Toyota Innova 2015 bản E, bản đủ, phiên bản số sàn, máy 2.0, mức giá 270 triệu đồng nhé. Sơn xi màu vàng cát rất là đẹp, form mới, form đầu to rồi. Đó. Ngoài ra thì bên em còn rất nhiều các mẫu xe 7 chỗ. Đó, quý các bạn nào quan tâm, có nhu cầu sử dụng mẫu xe nào thì liên hệ em Khánh theo số điện thoại 0818 733 286 hoặc 0917 165 240. Quý các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem lái thử. Vâng, xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chúc quý các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.